Like hai lần là mất like mọi người, bậy quá dùng người ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trận bán kết đầu tiên giữa hai chiến đội chơi cho vui và chiến đội AEHN. Và bây giờ trước khi vào trận đó thì chúng ta cùng soi về sơ đồ của hai cầu thủ chơi cho vui, đó là gồm Phong Bụi và lại Chùm Máu Mì. Anh em cùng xem lại sơ đồ của hai cầu thủ này nè mọi người. Bốn cầu thủ chứ. Đây là chiến đội chơi cho vui, đây là một con lông đao. Ở trong những trận đấu trước thì Khẳng đã soi đồ con lông đao Phong Bụi cho anh em xem rồi. Anh em có thể xem ra nha, xem qua nhanh. Đang sử dụng một cái đao cực kỳ mát ọp luôn nè. Cái đao này quá đẹp, quá tuyệt vời. Tốc 30, chóng 40, bằng sát 100, sát thương 1 lý 96% và kháng hỏa 25 và sinh lực 191. Vào tay họ phòng thủ 24 và quên vào tay đúng rồi, phòng thủ 24 và làm chạm 40. Ngọc Bòi làm chạm 40. Nhận kháng động, nhận kháng lô sinh lực cao. Một cái nhận một cái đai lưng hợp kim kháng động 6 dòng, 5 dòng mắt ọp và cái áo cũng vậy. Một cái đôi giày tóc khăn lôi sử dụng lực chuyển hóa. Và đây là sơ đồ của Nga Mi Chùm Má Mi. Ở trong chiến đội chơi cho vui thì gồm một Nga Mi và một con lông đao, đó là Phong Bụi. Nga Mi này đang có cả vũ khí bằng sáng đầu công 185 và lượng hiệu ứng chón từ nón và cả vũ khí 80, được cho mình 80 chón. Bao tây phòng thủ 2 là 40. Và bên chiến đội AE Hà Nội đó là Tuyệt Mộng với lại DM Tuyệt Mộng và NM Tuyệt Vọng. Tí nữa trong trận đấu thứ hai Khải sẽ soi đồ hai cầu thủ này cho anh em xem. Và trận đấu chúng ta sẽ chính thức bắt đầu ngay bây giờ, chỉ còn hơn vài giây nữa mà thôi. Anh em đang cùng chờ đợi xem liệu một Nam Độc và một Nga Mi sẽ ra sao. Ôi, một Nam Độc và một Gió Đan em à. Một Nam Độc và một Gió Đan đang giao tranh với một Gió Công Lôn Đao với lại một Nga Mi. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Những lông đao cực kỳ khác đến từ vị trí của con lông đao Phong Bụi, làm cho Nga Mi Tuyệt Mộng đành phải di chuyển thường xuyên và đang chạy ra bên ngoài. Nếu như Nga Mi Tuyệt Mộng không kịp thời di chuyển thì có vẻ những lông đao ngạo, những lông đao của con lông đao có thể chém chết anh Gió Đan Tuyệt Mộng ngay bây giờ. Vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là anh Gió Đan Tuyệt Mộng anh em, tại vì đặt cái tên NM là khả tướng Nga Mi thôi, mà này là Nga Gió Đan nha mọi người. Gió Đan anh em đọc rồi anh em, hãy nghĩ là chắc là Gió Đan này, đúng rồi, vừa rồi giải bùa. Anh em thấy không, ảo tung chảo anh em. Đỡ là tên nhân vật là NM Tuyệt Mộng, nhưng mà anh ta lại là một ạc Gió Đan anh em. Đó, quá là khó chịu. Còn bên này là một ạc NM Tuyệt Mộng, lúc đầu cứ tưởng đường mô, nhưng mà anh em nghĩ lại thì dưới chân cái dòng sâu hơn, thì đó là ạc Nam Độc nha anh em. Có vẻ như là một Gió Đan, một Nam Độc, chính xác là vậy. Con lông đao nãy giờ đang cố gắng chém về hướng của anh Gió Đan, nhưng mà có vẻ như không hiệu quả cho lắm. Bên ngoài này thì Nga Mi Chùm Má Mi đang bị những đòn bách độc xuyên tâm đến từ vị trí của DM Tuyệt Mộng, và làm như anh trên đầu của Nga Mi hoàn toàn dính những đòn bùa, kèm thêm một cái bùa đó là âm kháng lôi. Những cái đòn bùa âm kháng lôi đã dính lên hai đối thủ, đó là Phong Bụi với lại Chùm Má Mi. Nam Độc này có vẻ như là anh ta đang chuyển hướng tẩy sang bùa một phần, đỡ có thể phụ cho những lùng đam của Gió Đan Tuyệt Mộng. Chúng ta có thể thấy rằng anh Công Lôn Phong Bụi đang đam mạnh hoàn toàn hướng của Gió Đan. Nga Mi Chùm Má Mi đang chụp mà hoàn toàn vào hướng của Nam Độc anh em à. Cho đến bây giờ thì Nam Độc vẫn không thể nào mà kết thúc được anh Nga Mi Chùm Má Mi cũng như là Công Lôn Đao Phong Bụi. Trong trận đấu này chúng ta có thể thấy rằng không thể hiểu được, nếu như trong trận đấu này bên chiến đội của Nam Độc Tuyệt Mộng chỉ cần thêm một Nga Mi thôi, Khải nghĩ nếu mà có một Nga Mi thì Khải nghĩ trận đấu sẽ tốt hơn. Cho đến bây giờ thì lượng máu của Nam Độc không biết sẽ ra sao. Nãy giờ thì Nam Độc đang bị Nga Mi Chùm Má Mi chụp cực kỳ nhiều, rất khó chịu và anh ta không thể nào mà nhấc tay. Hiện tại Nam Độc đang đứng chủ đam và có vẻ như đứng tăng hoàn toàn phạm vi ở giữa bản đồ. Chúng ta đã trôi qua gần hơn 3 phút, lượng đam của hai bên vẫn chưa đáng cỡ và vẫn chưa ai vào thành. Cho đến bây giờ có vẻ như là NM Tuyệt Mộng, anh Gió Đan có vẻ như đã hết tốc lực, anh ta đang di chuyển một cách khá là chậm chạp. Theo tình huống như thế này mà di chuyển càng chậm thì anh Côn Lông Đao Phong Bụi có thể kết thúc được Tuyệt Mộng hay không? Tuyệt Mộng đang hết tốc lực rồi đây mà, đây là mạng Gió Đan. Nhìn sơ qua bên chiến đội Tuyệt Mộng họ không thể chủ trương đánh hướng nào cả anh em ơi. Họ đánh Côn Lông Đao, đến một lúc nào đó thì họ là chuyển sang Nga Mi. Nếu mà không kịp dùng đam một người thì
Theo tình huống này thì Khải nghĩ chiến đội của Nam Độc và Gió Đăng rất khó mà win trong trận đấu này. Rất khó mà win trong trận đấu này. Hiện tại sự phụ cover khá tốt đến từ vị trí của Nga Mi Trùm Má Mi đã làm cho anh Công Lôn Phong Bụi cảm giác rằng mình đang được bảo vệ khá là tốt. Và Phong Bụi đang hoàn toàn chủ động đam mạnh về hướng của anh Gió Đăng Tuyệt Mộng. NM Tuyệt Mộng đã lên người di chuyển rồi. Và đây là những va đam mạnh về hướng của Nam Độc. Nhiều anh em đang cảm giác rằng Nam Độc sẽ win, nhưng mà Khải lại không thấy được điều đó anh em à. Nghe Mì Trùm Má Mì luôn luôn giữ chân anh Nam Độc đơ mờ tuyệt mộng bằng những pha phong xương tấn ảnh, làm cho Nam Độc không thể nào mà di chuyển và cũng như là không thể nào mà sức đòn của mình ra kịp thời. Anh em thấy chưa, luôn luôn bị kẹp dính bởi những pha phong xương. Nam Độc đang cực kỳ khó chịu và không thể nào mà nhấc tay. Những pha búp bùa của anh Nam Độc cũng cực kỳ khó khăn. Chúng ta đã trôi qua hơn 3 phút 30 giây. Nếu mà Nam Độc không thể kết thúc được một trong hai đối phương bên kia thì Khải nghĩ bên chiến đội Nam Độc sẽ rất khó chịu, không thể ăn được trong trận đấu này. Luồng đam của anh Công Đao Phong Bụi cực kỳ tốt. Quá xuất sắc. Pha rồi thì trong những phút cuối cùng thì quá hay. Dành cho Nam Độc Tuyệt Mộng, anh ta đã kết thúc kịp thời Côn Lùng Đào Phong Bụi rồi. Bây giờ chỉ còn một vé thôi. Liệu Trùm Má Mì, Nga Mi Trùm Má Mì sẽ làm gì? Chúng ta kết thúc ngay bây giờ. Xin chúc mừng chiến đội của Nam Độc, đó là chiến đội AEHN, đã quyên cho mình 1-0 ở trong trận bán kết đầu tiên này. Xin chúc mừng. Chúng ta cùng xem lượng đam như thế nào đây. Coi nếu mà tính lượng đam cho hết cuộc cuối thì Khải xem như thế nào. Bên chiến đội Tuyệt Mộng dính 271k, bên Phong Bụi dính 290k. Bên Phong Bụi thì bên Côn Lùng Đao và Nga Mi dính lượng đam cao hơn. Nếu như mà kết thúc 6 phút thì bên Nam Độc vẫn nguyên được năm. Nếu mà kết thúc 6 phút thì bên Nam Độc vẫn nguyên. Ok, lượng đam của hai bên chỉ chênh lệch nhau khoảng hơn 15k đam mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trao đấu thứ hai của trận bán kết đầu tiên này. Và xin chúc mừng chiến đội AEHN đã win 1-0. Anh em đang xem thì đừng quên cho video giải đấu xâm tuyệt sát thủ của cộng mấy chủ La Tiêu Sơn, trang chủ võ công truyền kỳ .net này ủng hộ cho tất cả thành viên hôm nay gồm 4 chiến đội, một like, một chia sẻ, cũng như là ủng hộ video của Khải, một like, một chia sẻ nha anh em ơi. Khải cảm ơn anh em rất nhiều. Và thay mặt tất cả chiến đội tham gia ngày hôm nay, xin kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ, và đừng quên ủng hộ đăng ký mạnh kênh Duy Khải Gaming nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục đến đâu đó thứ hai. Và các bạn như là Nam Độc Tuyệt Mộng chưa vào. Trong thời gian này thì Khải sẽ soi đồ của cao thủ Trùm Má Mì, Nga Mi cho anh em xem. Ở trong đấu đầu tiên thì anh Tuyệt Mộng, hai cao thủ Tuyệt Mộng đánh mạnh vào hướng của Nga Mi, nhưng mà có vẻ như không hiệu quả anh em ơi. Không, Nga Mi không thể nào chết được, Nga Mi cực kỳ quá trâu, không thể nào chết được. Nên những giây phút cuối thì đành phải chuyển hướng về Côn Lôn. Và cũng đó là một trong những thành công, và đã win cho mình đấu đầu tiên 1-0. Tính ra Nga Mi này thì chỉ có cho mình khoảng 40 thời gian chúng độc từ đai lưng mà thôi, và lượng kháng độc từ áo. Và diện kháng cả 14 và kháng độc 22, kháng độc 22. Và đây là set đồ của cao thủ Phong Bụi Côn Lùng Đao, đã độc tử khá đáng tiếc trong những phút cuối cùng của ra đón đầu tiên. Côn Lùng Đao và anh em cùng xem set đồ của cao thủ Nam Độc Tuyệt Mộng. Sở hữu một set đồng bàn mắt ở hoàn toàn 19-10 hồng mỹ nha anh em, set đồng bàn này hồng mỹ nha mọi người. Đúng rồi, Phú Võ ơi, anh Công Lông Đao kỳ hở, cực kỳ kỳ hở luôn, là phải chết trên tay Nam Độc thôi. Đang sở hữu một cái đao tóc 30 bằng sắc 95, đặt móc 94, 25-40 chón, 25 không hỏi, 25 phòng thủ và 40 chậm, 25-40 sẽ đi đâu hết rồi. Lượng phòng thủ của Nam Độc này cực kỳ cao, và đi với đôi giày tóc không bay Nam Độc nha. Sẽ nâng bàn hồng bị mắt ộp nha Nam. 27, 29, 30, 5. Giờ chuyển kháng cả 19, 10 kháng lôi. Một cái đào cực kỳ đẹp, 30, 25, 9, 15, đặt móc 94 và thời gian chóng 40. Một nón 25, 40
phòng thủ, một vào tay 21-40 phòng thủ, một áo 25-40 20-40 phòng thủ, một đai lưng 24-40 phòng thủ, một đôi giày 40-25 kháng băng chuyển hóa sát thương. Đó sẽ đồ của Nam Đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu trận đấu thứ hai của trận bán kết đầu tiên giữa chiến đội chơi cho vui với lại chiến đội AEHN. Trận đấu chúng ta sẽ chính thức ngay ngay bây giờ. Đó là chiến đội gồm 1010 Nam Đồng sẽ đấu tranh với sở đề đam 1010 Cô Long Đao sẽ đấu tranh với 1 Nam Đồng 1 Gió Đan. Liệu bên nào sẽ quyền? Trong trận đấu này thì anh em Đồng cũng đang chủ động đánh mạnh vào hướng của Cô Long Xét, sở đề đam Cô Long Đao nhiều hơn. Đó là phong bụi. Như trong trận đấu đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng anh Nam Đồng luôn luôn đứng tăng và cũng như là chủ đam của anh Công Lôn dành cho anh Võ Đăng bên team của mình. Đó cũng là một trong những pha cover team khá hiệu quả. Và Nam Đồng đang cố gắng cắt bua, có vẻ như là đã cắt được thành công bua. Và bây giờ anh ta đang đam những đòn bắt độc nhưng mà rất khó mà sụp chiêu bởi những đòn đến từ vị trí của chùm má mình. Đó là 1010 phong xương. Trận đấu chúng ta đã trôi qua gần 1 phút. Liệu trong trận đấu này anh Côn Long Đao sẽ chủ đam được bao nhiêu? Trong trận đấu đầu tiên thì phong bùi chủ đam cực kỳ tốt, cho đến giây phút cuối cùng thì anh ta mới bốc hơi. Chúng ta có thể thấy trên màn ảnh nhỏ chúng ta đó là Nga My chùm má My luôn đam mặc định 100% những đòn phong xương đến vị trí của Nam Đồng tuyệt mộng, để có thể giữ chân Nam Đồng lại và để cho Côn Long Đao phong bùi của mình đam hoàn toàn vào hướng của Gió Đan tuyệt mộng bên dưới. Tính sơ qua trong trận đấu này thì chúng ta vẫn đã thấy rằng Nam Đồng Võ Đan sẽ có rất nhiều lợi thế hơn Nga My với lại Côn Long Đao. Bên nhỏ đang luôn luôn giải bùa đây mà, giải bùa liên tục. Nếu như một trong hai người này chỉ cần sơ suất một tí thôi thì chiến đội mình sẽ bị thua ngay mà thôi. Tại vì nếu như chết đi thì còn 1-2 thì đó là một trong những tình huống rất là khó. Rất khó chịu. Cho đến bây giờ thì theo cảm thấy thì những pha sâu vô hình của Nam Đồng đang tận dụng hết sức khéo léo. Anh ta luôn luôn tiếp cận vào hai đối thủ đó là chùm má Mỹ lại phong bụi đỡ có thể dính những đòn độc bên người. Còn những cái đòn mà bắt độc xuyên tâm thì cảm thấy rất khó mà có thể xuất chiêu. Đúng rồi, Nam Đồng làm chậm 160 năm, 4 món thủ lý và thời gian chậm 40. Và đi kèm với một đôi giày tóc khăn băng. Ok, cảm ơn anh Lộc Lộc. Hello Khương Nguyễn, hello tất cả anh em. Trận đấu chúng ta đã trôi qua hơn 3 phút. Côn Long Đao luôn luôn phải né những đòn Nam Đồng, anh em thấy chưa? Chỉ cần Nam Đồng tiếp cận thì anh Côn Long Đao đành phải rút lui. Hai team này đánh cực kỳ tốt, có vẻ như anh Võ Đan tuyệt mộng lại hết thở lực rồi. Anh ta đang di chuyển một cách khá là chậm. Liệu ai sẽ nằm xuống trong những giây phút này? Bật máu lên xem hả? Bật máu lên xem thì nó che hết của anh em rồi anh em. Nó khả không dám bật mọi người ơi. Cái bật máu này là bật máu nó che hết của anh em rồi này. Đó. Chùm má mười còn tí máu. Chùm má mười còn một tí máu. Bật máu này là che hết anh em. Tại vì trong này thì đấu trường á, Khải mà bật máu là nó che hết màn ảnh của anh em. Nên là nhìn xem nhiều người xem khó chịu lắm mọi người. Rồi. Rất đáng tiếc. Và rồi Nam Đồng tuyệt vọng đã chịu chấp nhận nằm xuống. Và bây giờ chỉ còn mỗi mình Võ Đan tuyệt vọng thôi.
Một viên ơi, một trận thi đấu quá xuất sắc và lật ngược tình thế dành cho chiến đội chơi cho vui. Đó là Phong Bụi với lại Chùm Má Mì đã quyết cho mình 1-0. Xin chúc mừng. Quá hay. Tôi rồi năm nọ không biết như thế nào, có vẻ như hết máu hay là sơ sức gì đó, hoặc là dính vào đòn chó anh ta không kịp thời bơm máu và đã bốc ơi. Quá nhỏ luôn. Tính vào lượng đam thì chúng ta cũng đã thấy thì trong trận đấu này thì lượng đam của chiến đội AEHN đó là gồm cầu thủ Tuyệt Mộng bị dính đam 272k, và bên chiến đội của Côn Đảo Phong Bụi chỉ bị dính 230k mà thôi. Nếu như mà kết thúc thời gian, nếu như mà kết thúc thời gian 6 phút thì chiến đội Phong Bụi vẫn giành phần win rồi mọi người ơi. Tại vì hiện tại tính ra sơ ra thì chiến đội Phong Bụi họ đã win lên đến hơn 40k điểm rồi nè mọi người, hơn 40k đam. Nếu như mà có câu giờ cho đi nữa thì khả nghĩ chiến đội Phong Bụi vẫn win ở trong trận đấu thứ hai này. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận trận đấu thứ ba, là một trong những trận đấu chung cuộc của trong trận bán kết này của giải sông thiệt sát thủ của cụm mấy chủ La Tiêu Sơn này nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Quá hay luôn em ơi. Anh em đang xem thì cho một like và chia sẻ đi em ơi. Ngần ngại không cho một like chia sẻ ủng hộ chơi em. Hơn 160 anh em đang xem mọi người. Cho Khải một like là ok rồi em. Giúp Khải 100 like đi em. Quá hay. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến round thứ 3. Round đấu chung cuộc nha. Round đấu chung cuộc nha mọi người. Hello Kiều Lê, hello tất cả anh em. Hiện tại Khải đang trực tiếp tại kênh YouTube Duy Khải Gaming. Anh em đang xem thì có thể kích vào kênh YouTube Duy Khải Gaming. Link ở bên trên mỗi fanpage. Ủng hộ Khải một like chia sẻ cho nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ còn hơn 20 giây để bắt đầu round đấu chung cuộc này. Ở trong trận đấu này thì có vẻ như Võ Đăng Tuyệt Mộng đang ôm bên trên hướng 12 giờ. Chúng ta cùng đợi xem sẽ làm gì trong pha giao tranh này. Rất đáng tiếc trong trận đấu thứ hai thì anh em đọc chết khá đáng tiếc. Và trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Hiện tại anh em đọc đang cố gắng cắt bùa lên hướng của anh em Mì và cô Long Đao. Trong trận đấu này các bạn Nam Độc đánh trưởng à. Khải đã thấy Nam Độc Tuyệt Mộng đã xuống ngựa. Liệu những đòn trưởng này có thực sự hiệu quả không? Cùng luôn bờ càng hay cách vừa quá dễ quá. Ok, cảm ơn Hải Ngô luôn. Thấy mặt Dược Mộng, Tuyệt Mộng, cảm ơn Hải Ngô. Trận đấu chúng ta được diễn ra trong trận đấu chung cuộc này thì anh em đọc Tuyệt Mộng đã hoàn toàn chuyển sang hướng về anh em đọc trưởng rồi anh em à. Liệu anh em đọc trưởng này liệu có hiệu quả đối với cô Long Đao Phong Bụi hay không? Và trong trận đấu này thì chúng ta vẫn chưa biết được kết quả và hiện tại đã trôi qua hơn 1 phút. Liệu những đoàn âm phong thực cốt đến từ vị trí của anh em đọc Tuyệt Mộng liệu có hiệu quả không? Anh em cùng dự đoán xem từ như thế nào. Liệu trong trận rao đấu thứ ba này ai sẽ là người lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì đây? Chúng ta có thể thấy rằng ở trong rao đấu này thì Chùm Má Mì đang đam một cách khá tự do. Anh ta đam giữ chân anh em đọc Tuyệt Mộng một cách khá tự do. Trận đấu này quá hay, không biết xảy ra sao anh em. Hello Tình Phạm nha em ơi. Đàn em đọc đang dưới ngựa và đang cố gắng chưởng những đoàn âm phong thực cốt. Đó là những đoàn em đọc chưởng đó anh em. Bên ngoài này thì có sự cover giải bùa đến từ vị trí của Võ Đăng Tuyệt Mộng bên này. Thì những đoàn bùa của em đọc sau khi mất đi thì lại tiếp tục dính bùa. Dính bùa liên tục. Hiện tại chúng ta đang xem giải đấu sông tuyệt sát thủ của cụm máy chủ La Tiêu Sơn.
trang chủ võ công truyền kỳ chấm net nha mọi người. Đây là một trong những server đồ tím nha Nam, đã ra đời khá là lâu, đã gần 2 năm trôi qua và server này cũng đang tồn tại khá là tốt. Hiện tại anh em đang xem sự có mặt giữa hai chứng đội, đó là chơi cho vui, đó là gồm Trùm Má Mì với lại Phong Bụi, và giao tranh với chứng đội AEHN, đó là gồm hai cầu thủ Tuyệt Mộng, một Nem Độc và một Gió Đen. Chúng ta đã trôi qua hơn 3 phút. Hiện tại chúng ta đang thấy rằng anh Nem Độc đang dính đam cực kỳ khó chịu. Nem Độc đang ăn những đòn phong xương và kèm theo những đam xương tinh 9 nít đến từ Phong Bụi. Anh ta đang cực kỳ tốn. Không biết trong round đấu này Nem Độc có bốc hơi hay không. Nem Độc đang rút máu rất là nhanh. Hai luồng đam đến từ vị trí của chiến đội chơi cho vui, đam hoàn toàn vào hướng của anh Nem Độc. Nem Độc đang rút máu cực kỳ đau. Bên ngoài thì Gió Đen Tuyệt Mộng đang đứng chơi có vẻ như đang cách buộc. Bốc hơi, một pha áp sát và 2v1 quá hay, và làm cho Nem Độc Tuyệt Mộng đã chính thức bỏ cuộc chơi. Và bây giờ chỉ còn mỗi mình Gió Đen Tuyệt Mộng mà thôi. 1v2, 1v2 thì liệu Gió Đen này sẽ làm gì? Chắc chắn với em rằng anh ta cũng bỏ mạng tại vị trí này. Quá hay, Nga Mì với con lùng phối hợp một cách rất là hay, rất ăn ý, và đã kết thúc được Nem Độc trong những hơn 4 phút mà thôi. Và giờ chúng ta cùng đợi anh Gió Đen sẽ chính thức nằm xuống ở vị trí này mà thôi. Xin chúc mừng chiến đội chơi cho vui, đó là gồm Phong Bụi và Trùm Má Mì đã win 2-0 và 2-1, đã win 2-1 và chính thức lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì sẽ được diễn ra tiếp theo sau buổi livestream ngày hôm nay. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận bán kết thứ hai anh em.